Vâng, xin chào tất cả các anh chị mình đã đến với kênh Kim Hương Bất Động Sản Đồng Nai ha. Hôm nay em đang có mặt tại ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và muốn giới thiệu cho các anh chị một căn nhà cấp 4 giá rất là rẻ luôn ha. Căn nhà ngay trước mặt các anh chị luôn ạ. Thì căn nhà này được xây kiên cố rồi ha và được ốp gạch ngay từ phía dưới chân lên trên nóc luôn. Và gạch cũng lát hết từ đầu đến cuối căn nhà luôn các anh chị ha. Bên ngoài thì có xây rào kín rồi nè. Mời các anh chị vào trong cùng tham quan căn nhà với em nhé. Đó, căn nhà thì phía trước này gia chủ có làm một cái sân giếng nhỏ nè các anh chị, giặt giũ rửa chén ha. Còn công năng căn nhà thì có một phòng khách, một phòng ngủ, một bếp, một toilet các anh chị ha. Đó, cũng ốp gạch từ dưới lên trên hết luôn. Toàn bộ đều được ốp gạch, lát gạch, bóng hết các anh chị ha. Và đây là không gian thờ của gia chủ nè các anh chị. Đó, và kế tiếp đây thì là phòng ngủ các anh chị ha. Phía dưới thì là có bếp nè, toilet. Mọi thứ cũng còn đều rất là mới các anh chị ha. Thì chủ nhà người ta cũng giữ kỹ á. Đó, thì căn nhà này chủ nhà đang bán với giá là 490 triệu nha các anh chị. Nhà thì có tổng diện tích là 65m2. Thì em cũng không thể nói rõ cái chiều dài, chiều rộng được bởi vì cái hình thể đất nó cũng méo chứ nó không được thẳng. Thì phía đằng trước này nó được 4m nè các anh chị, sâu xuống là 17m. Đó. Và nở hậu là khoảng 5,7m nha các anh chị. Đường trước đất của mình thì là đường đất rộng 5m, là đường giao thông nông thôn hiện hữu luôn ha. Đó. Đây, phía trước đất thì chủ nhà cũng gắn cái lưới lan cho nó mát cái hiên nhà luôn đó các anh chị. Thì từ cái vị trí đất em đang đứng đây á, đi ra quốc lộ 1A chỉ có đúng 300m thôi các anh chị ha. Rất là thuận tiện luôn. Xung quanh thì người dân cũng sống kha khá rồi. Đó, thì các anh chị nào mà quan tâm tới cái căn nhà này á, thì liên hệ với em theo số điện thoại em để ngay trên góc trái màn hình ha. Các anh chị nào mà chưa đăng ký kênh của em á, thì có thể tặng cho em một nút đăng ký kênh nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại.